tưởng nhớ những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cách đây 70 năm. Chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm về trước luôn là những ký ức không thể nào quên đối với các cựu chiến binh. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện Mỗi Ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay là ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Trong giờ phút này, Hào Nhiên và Hải Vân thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tấm gương anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời, chúng ta cũng tri ân sâu sắc đến đồng bào, chiến sĩ cả nước, các nước anh em, bạn bè quốc tế đã đoàn kết, đồng lòng, chia ngọt sẻ bùi để góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Và trong không khí những ngày tháng năm lịch sử đầy hào hùng và thiêng liêng, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, từng dòng người đến đây và dâng những nén hương thơm, tỏ lòng thành kính, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cách đây 70 năm. Đã 17 năm qua, kể từ khi xác định được phần mộ người thân, năm nào, bà Đỗ Thị Phương cũng cùng gia đình lên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 để thắp hương cho chú ruột của mình là chiến sĩ Điện Biên và các phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Nhìn những dòng người đến dâng hương, bà không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi rất là xúc động vì xương máu của biết bao nhiêu con người đã đổ xuống nơi đây để cho có ngày độc lập như ngày hôm nay thì rất là vinh dự. Và tự hào là con cháu của các gia đình liệt sĩ. Và gia đình tôi cũng có bố là bộ đội và cũng đi qua hai cuộc kháng chiến rồi. Và hôm nay có ông chú ruột nằm tại Nghĩa trang đồi A1 này. Thì cũng rất là xúc động khi phải đến đây để được tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những ngày tháng năm, từ sáng sớm đến xế chiều, luôn tấp nập những đoàn du khách thập phương đến thăm viếng, dâng hương tưởng nhớ. Từ những cựu chiến binh cho đến thế hệ trẻ, mỗi người một cảm xúc riêng, nhưng trên hết là tấm lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thật sự cảm xúc tại đây của em rất là bồi hồi, cảm xúc rất là khó tả. Là một thế hệ trẻ của tương lai, là một người bước tiếp những thế hệ mới của cha ông. Em thầm cảm ơn tất cả các liệt sĩ vô danh ở đây đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Họ đã hy sinh không vì tên, không vì gì cả, để vì non sông đất nước, vì nhân dân, vì đồng bào, vì Tổ quốc, để chúng em có được ngày hôm nay. Nghĩa trang A1 là nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó, hầu hết là các phần mộ chưa xác định danh tính. Đến Nghĩa trang, nhìn những đống mộ không tên, không tuổi, thế hệ hôm nay càng hiểu rằng con đường hạnh phúc hòa bình được đắp lên bằng xương máu của bao thế hệ đi trước. Những thế hệ sau mãi khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người dâng hiến cuộc đời mình vì độc lập dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. 70 năm đã trôi qua là chặng đường dài, đất nước đã có biết bao đổi thay. Nhưng với những người trong cuộc, ký ức về những trận đánh oanh liệt trong chiến dịch lịch sử ấy vẫn còn vẹn nguyên. Năm 1950, chàng trai trẻ Lê Du Lộc tham gia chiến trường Điện Biên Phủ. Ngày ấy, ông được cấp trên giao nhiệm vụ tham gia đánh trận tại đồi Him Lam. Năm 1954, ông và đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 70 năm trôi qua, người chiến sĩ Điện Biên năm xưa tuổi đã cao, nhưng khi nhắc về những trận đánh hào hùng ấy, ánh mắt ông vẫn rực sáng.
toàn đảng toàn dân đoàn kết nhất trí để mong đợi cái chiến thắng này để là cho độc lập tự do hạnh phúc của nhân dân. Dù không trực tiếp tham gia chiến đấu ở đồi Him Lam, nhưng năm 1954, ông Chi làm nhiệm vụ ngăn địch ở đồng bằng, không cho chi viện lên Điện Biên Phủ. Đã gần 90 năm tuổi đời, nhưng ký ức về Điện Biên luôn có ý nghĩa với ông Chi. Ông vẫn nhớ những kỷ niệm sâu sắc, những chuyện vui buồn khi chiến trận hay những lúc bình yên. Ông nói về sự gắn bó với sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ, cũng như mối duyên nợ với địa danh này. Mục đích chính của ta lúc bấy giờ là quấy rối địch ở hậu phương, làm cho địch nó rối ren, nó không có yên chí để nó tăng cường tiếp viện cho Điện Biên Phủ, để quân ta trên Điện Biên Phủ tập trung đánh địch thuận lợi. Bởi thế về bản thân thì cũng rất là ngã, còn đang trẻ sung sức đang ngã nhiệt huyết, cũng rất là thấy là trách nhiệm của mình là phải làm thế nào để kìm chân địch được ở lại, không cho nó tập trung vào một chỗ co cụm và đánh Điện Biên Phủ. Cho nên là mình có cái quyết tâm lớn như thế, cho nên là chúng tôi cũng rất phấn khởi và thấy được cái trách nhiệm mình. Tỉnh Bình Phước hiện còn hơn 20 cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống ở các địa phương trong tỉnh. Những ngày tháng chiến đấu, dù ở các vị trí khác nhau, nhưng họ đều đã vượt qua mọi ác liệt trên chiến trường để góp vào chiến công chung của chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Đã hơn 70 năm qua, cuốn nhật ký này đã được ông Nguyễn Viết Nhâm, nguyên chiến sĩ Điện Biên, hiện đang sinh sống tại tỉnh Điện Biên, cất giữ cẩn thận. Cuốn nhật ký này đã theo ông suốt những năm tháng ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo lời ông kể lại, cuối năm 1953, theo lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ, chàng trai trẻ Nguyễn Viết Nhâm đã tình nguyện lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đơn vị ông được cấp trên giao đánh đồi Độc Lập. Đây là một trong những cứ điểm mạnh, có hầm hào và công sự kiên cố, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Mặc cho địch điên cuồng chống trả, những chiến sĩ của Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 và Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 đã anh dũng xung phong đánh chiếm mục tiêu. Đại khái đơn vị Đại đội 1, Đại đội 2 nó tập trung nó đánh giao sông Hào, nó giải quyết giao sông Hào rồi. Để chỉ nói chung là nó cứ tập trung đánh giao sông Hào, vì trên này nó quăng lưu đạn xuống. Thế nói chung là bộ đội ta hy sinh nhiều. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, các đơn vị bộ đội chủ lực ngày ấy nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, dãy núi mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Cả một hậu phương rộng lớn của đất nước, từ vùng tự do Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4, vùng mới giải phóng Tây Bắc, đến vùng du kích và căn cứ du kích ở đồng bằng Bắc Bộ, vùng mới giải phóng ở Thượng Lào, đều dùng sức người, sức của với hơn 260.000 dân công, thanh niên xung phong, bất chấp bom đạn, hướng về Điện Biên, bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch. Khi ấy không những đoàn kết mà còn chết thay cho nhau cũng có thể chết được. Chứ không phải là đoàn kết có thể nói là hy sinh cho nhau để mà chiến đấu. Nhân dân thì họ cũng quan tâm đến giúp đỡ. Chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm về trước luôn là những ký ức không thể nào quên đối với các cựu chiến binh. Ngày ấy, họ mới chỉ 18, đôi mươi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, sẵn sàng lên đường tham gia chiến đấu. Mặc dù hôm nay, ở tuổi ngoài 90, mắt đã mờ, tai nghe cũng không còn rõ, nhưng nhắc đến những ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, họ lại nghẹn ngào nhớ đồng đội, đồng chí và không thể nào quên những giây phút vỡ òa trong niềm vui chiến thắng ngày 7 tháng 5 năm 1954. Cái cảm xúc lúc bấy giờ ấy thì không có gì sướng bằng cái đức là mình đã chiến thắng mà một kẻ thù, tức là 80 năm đô hộ rồi mà phải cuộc đầu với một dân tộc. Trước đây nó gọi mình là A Nam, nhưng mà bây giờ là
dân tộc mình là một dân tộc anh hùng. Đấy. Thế cho nên là nó sướng như thế. 70 năm trôi qua, tinh thần chiến sĩ Điện Biên vẫn như ngọn lửa rực cháy trong tâm hồn các cựu chiến binh, để truyền cho thế hệ sau lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết để cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin Hôm nay có gì. Công an phường 1 thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã mời làm việc với 6 đối tượng bao gồm Trương Thành Đạt, Trần Vũ Luân, Huỳnh Minh Khôi, Trần Quốc Hào, Đặng Hải Đăng cùng ngụ ở huyện Cao Lãnh và Lương Hữu Quốc Huy ngụ thành phố Cao Lãnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 5, do có mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng đã dùng nón bảo hiểm, ly thủy tinh, gạch đá đánh bị hại là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 2003, ngụ xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh và nhóm bạn của Đạt. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xác định các đối tượng nêu trên đã mời làm việc. Được biết, đối tượng Trương Thành Đạt đang bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi gây rối trật tự công cộng thì lại tiếp tục vi phạm. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Cao Lãnh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 xe ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng về Hà Nội khiến giao thông qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc bị tê liệt nhiều giờ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 tại km 19+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận huyện Bình Xuyên. Theo thông tin ban đầu, một xe tải chở trái cây đã mất lái va chạm với một ô tô con. Sau đó các xe đi phía sau tiếp tục tông vào khiến hiện trường vụ tai nạn trở nên hỗn loạn. Sau vụ va chạm, xe tải lật nghiêng chắn ngang toàn bộ lòng đường. Hậu quả vụ tai nạn, 6 xe ô tô bị hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc kéo dài hàng km. Được biết, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Tiếp theo chương trình, hai nam thanh niên phối hợp nhịp nhàng để trộm xe trước cửa hàng tiện lợi. Trong phần cuối chương trình, cùng học lịch sử qua liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Mở đầu tiểu mục tai mắt phố phường hôm nay là tình huống trộm bao tiêu một cách ngang nhiên ngay giữa ban ngày. Lợi dụng sơ hở nhà dân quên đóng cửa, một nam thanh niên đã lén lút lấy cắp bao tiêu một cách dễ dàng. Sự việc tiếp tục là bài học cảnh giác, nhắc nhở người dân cần đóng khóa cửa cẩn thận và bảo quản tài sản cá nhân, tránh để kẻ gian đột nhập vào bên trong nhà trộm cắp. Theo camera an ninh nhà dân ở Gia Lai ghi lại, lúc này là vào ban ngày, xuất hiện một nam thanh niên chạy xe máy tới dựng trước nhà dân. Khi phát hiện bên trong nhà không có người trông coi và cửa không khóa, kẻ gian nhanh chóng đi thẳng vào bên trong nhà. Sau khi thăm dò, quan sát cẩn trọng xung quanh, tên trộm vác ngay một bao tiêu, bỏ lên xe rồi tẩu thoát. Thưa quý vị, trong tình huống tiếp theo, bất chấp đường phố đông người qua lại, nhưng hai nam thanh niên vẫn phối hợp một cách nhịp nhàng để trộm cắp. Khi thấy một cửa hàng tiện lợi không có người trông giữ xe, hai đối tượng đã giả vờ mua đồ để lấy trộm một chiếc xe. Sự việc được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Sự việc được camera an ninh ghi lại ở tỉnh Đồng Nai. Lúc này là vào ban ngày, trước một cửa hàng tiện lợi có dựng rất nhiều xe máy nhưng không có người trông coi. Tận dụng thời cơ, hai nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy đến cửa hàng. Đối tượng ngồi sau giả vờ đi vào trong mua hàng, đánh lạc hướng. Tên còn lại đứng bên ngoài để thực hiện hành vi dắt trộm xe. Sau khi dắt chiếc xe trộm ra khỏi khu vực cửa hàng, tên trộm nhanh chóng đẩy chiếc xe đi và tẩu thoát. Thưa quý vị, trong tình huống sau, dù biết bên trong phòng trọ có người, nhưng tên trộm vẫn liều lĩnh đi vào bên trong lấy hai chiếc điện thoại. Mặc dù chủ phòng trọ phát hiện kịp thời khi tên trộm lấy cắp và truy đuổi theo, nhưng đành bất lực khi kẻ gian đã leo lên xe đồng bọn tẩu thoát. Sự việc tiếp tục là bài học cảnh giác, nhắc nhở người dân sống trong khu trọ cần hết sức lưu tâm, bảo quản tài sản cá nhân một cách cẩn trọng, tránh để kẻ gian dòm ngó lấy cắp.
Sự việc được camera an ninh ghi lại tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lúc này là vào sáng sớm, tại một khu trọ xuất hiện một người đàn ông đang rình rập quan sát xung quanh. Sau đó, kẻ gian phát hiện một phòng trọ đang mở cửa và bên trong có để hai chiếc điện thoại. Ngay lập tức, tên trộm nhanh chóng lấy cắp và chạy ra ngoài. Ngay lúc này, người chủ phòng trọ phát hiện, lập tức tri hô và đuổi theo, nhưng tên trộm đã leo lên xe đồng bọn chạy đi mất. Thưa quý vị, Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên là chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây được xem là một sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng với thầy cô và học sinh ở hầu khắp các trường học trong dịp này, khi những hoạt cảnh, những bài hát được sân khấu hóa giúp các em học sinh chủ động tìm tòi và dễ dàng tiếp thu kiến thức trong việc học lịch sử. Vâng, cùng một nội dung nhưng mỗi trường lại có cách vận dụng và sáng tạo theo nhiều hình thức khác nhau, qua đó giúp học sinh có dịp để trải nghiệm lịch sử, để từ đó thêm hiểu và yêu môn học lịch sử này hơn. Trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với thành phố Hà Nội để theo dõi quá trình học lịch sử đầy sáng tạo này nhé. Trong lớp, trên sân khấu, góc sân trường, không khí chuẩn bị và tập dượt cho chương trình Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên của cả cô và trò trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hà Nội rất khẩn trương. Thông qua đó thì các em có những cái tình yêu và cảm nhận được cái lịch sử của Việt Nam chúng ta một cách dễ dàng hơn, cảm thấy lịch sử không còn khô khan như những gì các em học sinh nghĩ. Môn lịch sử trước giờ vốn là cái môn mà nó rất là nhiều chữ, với cả nó cũng khó học thôi à. Thì qua cái phần này thì vừa hoạt cảnh vừa có động tác, xong rồi diễn các thứ thì kiểu dễ nhớ hơn, hình ảnh sinh động các thứ ạ. Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên được tổ chức ở 100% liên đội trường học ở Hà Nội. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các em thể hiện sự hiểu biết về lịch sử kháng chiến chống Pháp của toàn dân tộc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Em được trong vai diễn là cô gái Hà Nội thì em hiểu được cái thời gian chiến tranh đấy nó như thế nào, và nó giúp em hòa bình với cái thời gian đó. Không chỉ hoạt cảnh mà Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên còn diễn ra với nhiều hình thức phong phú đa dạng, học thông qua chơi, chơi mà học. Nhờ đó, học sinh tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, gần gũi và dễ nhớ, dễ thuộc. Con rất là vinh hạnh vì được mặc quần áo của các chú bộ đội đã phải gian nan khổ sở đi chiến tranh để còn cho hôm nay chúng ta được hòa bình. Chúng tôi muốn thông qua những cái hoạt động như này để các em sẽ hiểu hơn về những nhân vật, những tấm gương anh hùng và những hiện vật gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ, để từ đó các em thêm yêu, thêm tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc. Tuyên truyền cho các con qua những thước phim, qua những hình ảnh và qua những cái câu hỏi hết sức là nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa, để cái giáo dục lịch sử, để các con nhớ về những nhân vật lịch sử, về cái mốc lịch sử và những cái chiến thắng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Sôi nổi, hào hứng là những cảm xúc mà chương trình Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên mang lại, qua đó giúp học sinh cảm nhận sâu sắc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm, của tinh thần đoàn kết và sức mạnh Việt Nam. Cách học lịch sử đầy sáng tạo đã góp phần giúp các em học sinh thấm nhuần lòng biết ơn sâu sắc hướng về cội nguồn. Đây sẽ là hành trang quý giá trên con đường học tập của các em trong tương lai. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện mỗi ngày hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16:00 trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18:00 Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.